chú rể cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh, ngựa ô rất dâu sẵn sàng thêm lên kiệu vàng theo chàng về dinh.
Ngồi sau lưng luôn hả? Lấy cái ghế ngồi đây luôn hay không? Ngồi ngồi cho. Rồi mắt như này giùm em luôn chứ nè. Tươi lên anh. Tươi, cười. Sao sống với nhau nha, không cười gì hết chà. Dạ dạ. Trước là cái trình đã đi với đăng ký và cái trình thông báo thì theo mỗi dân địa phương cho nên trong quá trình thực hiện đi đi sơ sót và chương trình nghi lễ Thank you.
kính thưa thầy họ, kính thưa các cụ các niên, kính thưa quý ông bà có mặt trong buổi làm lễ hôm nay, thần lưỡng đăng ngày dân hương đã xong và trả lại cho ông đại diện ngôi nhà trai tiếp như lễ. Dạ kính thưa hai họ, kính thưa các cụ quý nhân, các anh trung tâm họ nhà gái, họ nhà trai đã trình qua nữ trang, còn có một cục kiền, tấm lắc và cầm nhẫn một đôi bông. Theo tôi được biết thì vàng thị sĩ 30.000 đô chỉ rồi, tạm thời không nói nhiều. Rồi bây giờ thay mặt họ nhà gái thì tôi xin nhận cái phần nữ trang này để cho cô dâu trang điểm. Rồi bây giờ trình tiếp em. Cái gì nha, rồi cái phải đi ở trong nông thôn cầm nhóc chỉ cái gì không là phải chỉ cho nghe biết là 30.000 đô chỉ gì thôi nha. Thôi bây giờ tôi có lẽ xin lên mày làm lễ dẫn cô dâu ra để cho hai cháu chào hai họ và làm lễ cho tiên. Rồi vậy đó. Làm tin rồi đây duyên đã vuông tròn.